Rồi, máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em bộ đầu khẩu 10 chi tiết từ 8 cho đến 24 thương hiệu của Hukan. Thì Hukan là một trong những cái hàng nội địa Trung Quốc rất là đẹp và uy tín, và quan trọng là giá rất là rẻ. Thì cái bộ sản phẩm này là đầu khẩu dài chân 1 phần 2, dành cho những anh em nào chúng ta là thợ sửa xe mà chúng ta chuyên vặn bu lông 1 phần 2. Thì đầu khẩu này là từ 8 cho đến 24. Thì hôm nay bên mình xin phép được review chi tiết cho anh em để anh em có cái nhìn chuẩn xác về các cái dòng đầu khẩu này nhá. Đầu tiên nó là đầu khẩu 8 này. Và cái thứ hai là cái thứ 10. Đây. Tôi sẽ quay ở cái chế độ 4K để cho anh em chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là đầu khẩu 8 đấy, anh em nhìn thấy không? Còn đây là đầu khẩu 10 đây. Chân 1/2. Rất là đẹp anh em nhá. Đây tôi sẽ quay chậm cho anh em nhìn thấy. Thì đây là một trong những cái thương hiệu khá là bình dân của Hukan và giá rất là rẻ. Đây là đầu khẩu 12. Thế thì cái này nó sẽ là rơi vào tầm khoảng 10-13. Anh em có thể nhìn thấy đầu khẩu 13 ở đây không? Đấy, đây chân 12 đây. Rồi, tiếp đến là đầu khẩu 14. Đầu khẩu này là đầu khẩu 15. Đấy, rất là đẹp. Đây là đầu khẩu 17. Và đây là đầu khẩu 19. Anh em có thể nhìn thấy. Rất là đẹp và rất là bắt mắt. Vậy thì hai đầu khẩu còn lại nó sẽ là một đầu khẩu 21 và một đầu khẩu 24 rồi. Đây. Thì cái mẫu đầu khẩu 10 chi tiết thương hiệu của Hukan này nhá, thì bên máy móc Minh Chí vẫn đang phân phối toàn quốc. Nếu mà anh em có nhu cầu đặt mua cái mẫu thương hiệu chân 1/2 đầu khẩu và của thương hiệu Hukan. Đây, sản phẩm được đựng trong một hộp rất là đẹp. Có in thương hiệu của Hukan đây. Thì là nếu mà anh em có nhu cầu đặt mua cái bộ đầu khẩu 1/2 từ 8 cho đến 24 này, anh em chỉ cần nhấc máy lên và alo cho bên mình thôi. Đấy. Đây. Anh em có thể nhìn kỹ một lượt, tôi sẽ quay gần hơn cho anh em nhìn thấy. Ok chưa? Chân 1/2 nha anh em nhé, từ 8 cho đến 24. Thì nếu mà anh em có nhu cầu đặt mua cái mẫu sản phẩm đấy, anh em chỉ cần alo cho bên mình thôi. Đây chính là máy móc minhchi.com 0915498666 hoặc là 0978390231 0986734894. Website của bên mình là máy móc minhchi.com. Thì là bên mình xin phép được báo giá cho anh em qua Zalo về cái mẫu sản phẩm chân 1/2 đầu khẩu từ 8 cho đến 24 thương hiệu của Hukan. Thì là nếu mà anh em nào chúng ta muốn đặt mua cái mẫu sản phẩm này, anh em chỉ cần nhấc máy và alo hoặc là ép Zalo của bên mình để đặt hàng nhá. Thì sản phẩm này bên mình xin phép được báo giá qua Zalo và trợ giá cho anh em. Đấy, anh em có nhu cầu thì có thể là liên hệ với cả bên mình. Sản phẩm này ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Đấy, rất là uy tín nha anh em nhé. Rất là hy vọng là anh em sẽ được đặt mua được cái mẫu sản phẩm đẹp, uy tín, rẻ và chất lượng của thương hiệu bên máy móc Minh Chí, là mẫu sản phẩm từ 8 đến 24 chân 1/2 thương hiệu Hukan. Đấy. Ngoài ra thì bên mình đang có rất là nhiều các cái mẫu sản phẩm mà đang có sẵn ở trên thị trường. Anh em chỉ cần ép Zalo hoặc là alo cho hotline của bên mình để tham khảo nha anh em nhé. Rồi, video này thì xin phép là dừng tại đây và hẹn gặp lại anh em ở những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.